Cặp vợ chồng chị em Ellie Yukis và Jian Shu vừa đấu tố chồng không muốn nuôi con, lừa tiền để sang Mỹ. Mới đây, cựu người mẫu Jian Shu tố chồng cũ là nam idol Ellie, cựu thành viên Yukis vô trách nhiệm, xô trợ cấp nuôi dưỡng con trai khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì trước đó, cặp đôi chị em hơn kém nhau 11 tuổi, từng là cổ tích tình yêu của K-pop, đăng ký kết hôn vào tháng 6 năm 2014, nhưng cặp đôi đã ly hôn vào tháng 11 năm 2020. Được biết, cặp đôi có một con trai. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì Ellie, Jian Shu là cặp đôi đối lập đình đám. Đến nay, cựu người mẫu tiếp tục hé lộ những gốc khuất sau cuộc hôn nhân này thông qua chương trình Can Hold On Stray Heart. Trong tập phát sóng ngày 29 tháng 3, Jian Shu tố cáo mẹ chồng cũ lừa tiền đặt cọc nhà của vợ chồng cô. Ellie thì trì hoãn ly hôn, mang con trai đi khiến cô từng muốn tự kết liễu đời mình. Từ lời mở đầu, Jian Shu tiết lộ, từ lâu vợ chồng cô đã diễn hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, tất cả vì chương trình truyền hình Mr. House Husband họ tham gia là nguồn thu nhập duy nhất. Họ không còn cách nào khác là phải tỏ ra ngọt ngào trước máy quay. Tuy nhiên, cựu người mẫu thú nhận, khoảng thời gian đó vô cùng chua chát, đến độ cô luôn bật khóc mỗi khi nghĩ về. Kể đến, người vợ hơn 11 tuổi của nam idol đình đám Gen 2 tố bị mẹ chồng cũ lấy tiền đi đặt cọc nhà. Mẹ của Ellie đã thuyết phục anh ấy đổi phần tiền chung đặt cọc căn hộ của chúng tôi sang tên riêng, rồi sau đó xuất cảnh sang Mỹ với khoản tiền này. Thế nhưng, điều gây sốc nhất đó chính là trên thực tế, cặp đôi vẫn chưa giải quyết ly hôn xong dù đã thông báo từ tháng 11 năm ngoái. Cặp đôi dự định chuyển đến sống tại Mỹ sau khi ngưng nhận các công việc tại Hàn Quốc. Để có được thị thực, Jian Shu cần một số giấy tờ ở Hàn Quốc nên cô một mình quay về quê nhà. Từ Mỹ, Ellie bất ngờ gọi điện cho Jian Shu thông báo chuyện ly hôn. Nữ người mẫu vô cùng sốc và cố gắng níu kéo chồng cũ vì con, nhưng cuối cùng, cặp đôi đã đi đến quyết định ly hôn. Đáng buồn là lúc này, con trai chung của cặp đôi đang ở bên bố tại Mỹ và Jian Shu phải tìm ra cách để giành quyền nuôi con. Cô quyết định để con bên bố và chờ đợi 6 tháng. Đây là khoảng thời gian cặp đôi đang cố gắng hòa giải. Nhưng tình hình đã trở nên phức tạp hơn khi Ellie từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc. Trước đó, nam idol mang hai quốc tịch Mỹ, Hàn và đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, Ellie chỉ còn quốc tịch Mỹ cũng như trạng thái độc thân. Mặt khác, cuộc hôn nhân vẫn còn hiệu lực ở Hàn Quốc và cựu thành viên Yukis đã liên tục trì hoãn gửi giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ly hôn. Điều này đã khiến Jian Shu vô cùng căng thẳng. Sự hòa giải mà Ellie muốn, tức là anh sống tại Mỹ và Jian Shu sống cùng con trai tại Hàn Quốc. Cuối cùng, cựu người mẫu căng thẳng đến mức phải uống thuốc ngủ trong hơn 2 tháng. Nhiều khả năng cô sẽ đâm đơn kiện buộc chồng cũ hợp tác, hoàn thành thủ tục ly hôn. Jian Shu cũng thú nhận rằng cô rất căng thẳng và đau lòng, đau đến mức muốn tự tử. Cựu người mẫu đi lên tầng 20 và trèo ra ngoài lan can. Cuối cùng, Jian Shu dừng lại và nghĩ rằng mẹ của cô sẽ tan nát nếu con gái qua đời. Và cô cũng cần phải sống tiếp để gặp lại con trai, thỏa lòng nỗi nhớ mong trong suốt thời gian qua. Cựu người mẫu vừa chua xót tâm sự. Đã hơn một năm tôi trở thành con nợ khó đòi. Hiện tại tôi vẫn đang nợ một khoản vay chính phủ trả dần trong 10 năm và sống cùng con trai trong một căn phòng đi thuê nhà xíu. Tôi đã không thể đi làm trong một năm nay. Tôi đã làm việc ở một nhà máy. Tôi làm công việc đóng gói mặt nạ, nhưng sự cạnh tranh quá khốc liệt khiến tôi không thể làm tiếp dù rất muốn. Tôi không có việc làm từ giai đoạn 2 của dịch Covid-19. Bây giờ nếu có tiền thì mọi thứ sẽ ổn cả. Cuộc hôn nhân của cựu idol Ellie và bà xã người mẫu Jian Shu từng gây chú ý do khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa cả hai. Được biết, Ellie tìm hiểu qua lại với Jian Shu trong suốt 5 năm mà không ngần ngại trước việc bạn gái lớn hơn mình 11 tuổi. Hiện tại, Ellie 29 tuổi, còn Jian Shu đã bước sang tuổi 40. Ngay sau khi chương trình lên sóng, nam idol đã khóa Instagram cá nhân. Hiện tại, trước những lời cáo buộc của vợ cũ, phía cựu idol Ellie vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.